tiếp. Đi đâu ạ? Đi thi qua khôi hả? Con qua anh kia kìa. Dạ. Qua bên nha sĩ làm răng lại. Bây giờ tôi chịu không nổi rồi, đi giùm cái họ cười dối vô đau bụng bây giờ. Má ơi, cái răng cụ giờ cũng đi thi nó không nổi. Đi đẻ. Sao mặc áo bầu? Ủa áo kiểu giờ mặc dạ, vậy không dạ, hả? Rồi. À, nè em cầm tờ giấy này. Qua bển ngồi ghi, ghi xong còn lại đi nộp. Rồi, coi chừng dưới sợi dây bây giờ. Cô đi đăng ký hè hả? Không, đi qua khôi. Em đi thi qua khôi? Dạ. Em nay nhiêu tuổi? Dạ 20 rồi. 20? Dạ. Khoai nhất cái câu em đi thi qua khôi. Nè, ghi vô đi, để em đi nộp. Có gì nhờ giả cứ hỏi thăm nha. Ý tạc lăng. Nãy anh ra em mừng nhất luôn. Như tôi cũng để ý bạn nhất luôn á. Dạ. Ái đi đâu đây? Thôi. Ấy đi thi qua khôi hả? Ừ. Không hay ấy đăng ký câu lạc bộ hung ký đi. Thôi. Đi vô làm bạn với mình nè. À. Thì bà. Thôi. Thi qua khôi hả? Đó. Ấy quá tuổi rồi đó. Trẻ măng hả? Không có trẻ nữa. Trẻ lắm. Không trẻ. Trẻ đâu mà trẻ? Nhỏ gái thì trẻ. Vậy sao không để cho con gái vô nói chuyện luôn? Đó, nhỏ gái nó nhát lắm cho nên là mình nói giùm. Ở vậy hả? À, lấy phiếu rồi nói con gái ghi vô rồi qua mình nộp. Dạ nha. Dạ. Hả? Hả? Bạn cho mình xin thêm tờ được không? Chi vậy? À không, sợ nó ghi hư à. Sai mình có mình thay luôn chứ đỡ có công qua đây mình xin nữa. Mẹ biết lo cho con quá. Dạ. Có bà mẹ và quý lắm. Đây đây. Dạ. Này tao ghi tên tao vô nộp luôn. Ông đâu biết. Vậy luôn hả má? Em chào anh. Nè em cứ điền thông tin vào đây đi. Hai đứa con bé ra thi luôn hả? Dạ dạ. Ủa đi thi sao cầm chuối không? Dạ dạ thích ăn chuối. Tại mình ăn chuối á một đứa sẽ trơn thu trơn tụi tụi ra ra đi thi mà chuối cho nó chuối. Nè tay cầm chuối đẹp dễ thương. Dạ, có dịp này tôi mới tiếp xúc được bà con ở trong phường á. Cái phường tôi sao nó xấu không ta? Hên á là còn có mấy cô này mà còn vớt vát được á. À, cho mình mượn cái viết nha bạn. Có đang viết. Dạ, uống cho mượn. Không, cái viết xong rồi. Không. Cái viết. Con này. Người đâu mà mất lịch sự sợ. Không có văn hóa mà ha. Ừ. Sợ ai người ta. Rồi bởi vậy nè má dặn nè. Nè nghe cô dặn nè nha mấy đứa. Dạ. Mình ở hiền á thì dạ. Mình gặp lành. Đừng ở ác. Má công gặp ác nghe tụi bay. Dạ. Ôi chết rồi má ơi. Vậy? Không biết hồi nãy té cái mặt đập xuống đất có bị gì không á ha. Trời ơi. Trời ơi thi qua khôi mà cái mặt bị nát bấy rồi sao thi vậy. Thôi đi nộp con ơi. Nè gì? Mai mẹ con vào đường khoai đá. Chờ đó. Ủa kêu chờ gì vậy? Thôi nó nghe là nó bận nó quá chờ được. Đi dạ. Nộp đi, đi nộp dạ, đi dạ, con dạ, dạ, dạ. Ừ đi. Đi chưa? À, xin lỗi. Má ơi cẩn thận cái chuyện trả chuối nha má. Trời ơi. Trời ơi mình đi nghe nè mình. Nè ở hiền nè. Dạ nghe nói nè. Tôi bị gì đâu. Hết sức chịu đựng má. Tự nhiên cái té trước mặt hai mẹ con nó quê gì đâu mà quê. Thì chứ trời ai mà thức như ngát đứt vậy trời. Nghĩ sao về gió chuối của người ta mà đúng không? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà ăn vỏ chuối xong không quăng vô thùng rác đúng không? Tại sao vậy? Trời ơi, để tôi thấy đi nha, để tôi thấy đi nha. Nó nghe nè, hình như là tao biết cái con mà ăn chuối á. Đứa nào? Ai? Quen lắm. Nói liền ai? Mày. Dám ăn chuối đúng không? Sáng cơ ăn chuối. Đúng là nuôi ông tay áo mà.
cái này gọi là quả báo nè. Hết sức chịu đựng. Ê, không phải quả báo, cái này là ghẹ ông đập lưng ông đó. Đi lẹ đi. Ông ơi, con xin lỗi ông. Mày định giết tao hả Lép? Con xin lỗi ông. Ủa mà ông định đi đâu vậy? Tao đi lên phường á. Tao lôi con Na về nhà. Ông làm vậy không được. Ông làm vậy là Na mắc cỡ với mọi người lắm. Hay là bây giờ mình về nhà rồi mình tính cách khác được không ông? Tính cái gì tính? Về tới nhà đó, tao tính mẹ con nó. Xong rồi đó, mày cũng không phải là thằng ngoại lệ đâu. Ông ai đi vậy? Ủa em về sớm nhở? Vậy à, con chuyện đi à. Nghĩa là con nghĩa lại nha. Đây, khoan. Đây, qua đây. Dạ. Đây mà. Cho hai đứa ăn bánh nha. Thì sao anh tới? Dạ. Ủa, mới đưa coi cái đứa nào rớt lụm lên ngay. Có rớt gì chợ, anh đứa có nhiêu đây à, rớt gì? Ba rớt. Đi. Ủa, ba. Đứng lại. Nghiêm. Giống kẻ cờ quá. Nghỉ. Ủa, ba. Ba đi đâu, vô đây chi vậy? Cái câu này là ba hỏi con mới đúng. Mà tại sao vậy? Sao con cứ vô mấy cái chỗ này hoài vậy con? Con có biết là vợ của mày nó cũng biết cái chuyện này không? Đâu có đâu, lâu lâu con mới vô đây một lần à. Trời ơi, lâu lâu. Mày qua mặt ba mày sao được con? Trời ơi, một tháng vô đây 15 ngày đúng không? Ai nói với ba một tháng con vô đây 15 ngày? Người trong nhà nói mày. Trong nhà là ai? Lép. Lép. Thầy biểu, có ông ở đây, đừng sợ, cứ nói thật. Qua bên đó đi. Thầy biểu, giỡn mặt tao hả? Mày dám nói tao đi một tháng 15 ngày hả? Xạo hả? Nó xạo. Mày dám đánh nó hả? Nó dựng chuyện nó xạo. Đừng đánh con à. Vậy là mày nói dối ông phải không? Mày cũng xạo. Bây giờ hai thằng bay đi theo tao. Ủa đi đâu ba? Đi đi rồi biết. Ôi, ba kêu đi đâu vậy? Thì chú đi rồi chú biết. Mày nấu tao biết để tao khỏi đi. Chú người lớn chú mắc cười quá. Kêu đi đi cái hổ hoài. Chả kêu không mày. Thôi. Ủa gì kỳ vậy? Tưởng chăm dâu đổ đồ lép hết vậy? Cái gì vậy ơi? Cái thằng kêu đi theo á, không chịu đi theo. Còn cái thằng Lép nữa, nửa chừng cái nó bỏ mình. Trời, cái thằng rớt dọc đường nó cũng rớt lại luôn nữa. Ủa con hả? Lai Na. Ông nội. Ông nội. Để 1, 2, 3 chạy nha con. Dạ dạ. 2. Đừng lo. Anh Năm. Cô Tám. Cô Tám đi đâu vậy? Tôi đưa con Hậu nhà tôi đi đăng ký thi qua coi. Anh Năm đưa con Na đi thi luôn hả? Đúng rồi. Anh Năm làm vậy là tôi chịu nè. Chứ tôi ghét nhất là mấy cái ông tư tưởng cổ lũ sĩ cấm cản từ nhỏ không cho đi thi. Thời này khác chứ, đúng không anh Năm? Mày dỗ gì mày? Đúng không? Đúng rồi đó cô Tám. Tôi cũng ghét mấy người mà cô Tám vừa nói vậy đó. Ừ, cho nên hôm nay tôi đích thân tôi dẫn Na nó đi đăng ký á. Ông Na có ông nội là số 1. Sướng nha con. Dạ.
cô Tám chứ hồng chứng nha cô Tám. Dạ. Thôi tôi về. Sáng giờ lo đi đăng ký chưa con nước gì đó rồi. Chào cả nhà nha. Trời, cô Tám bữa nay mặt đẹp quá, nhiều khỏe nha Tám nha. Nhiều khỏe. Ba. Dạ sao ba? Ba ơi mẹ phải gậy ba ơi. Nhìn Tám dữ quá. Sao không nội? Dạ ba. Thôi mấy về ăn cơm đi con. Ba đói bụng quá. Đi về con. Ừ.